thi Giọng Hát Vàng 2022 nhằm tìm kiếm những tài năng mới cho nền âm nhạc Việt Nam và là nơi chấp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc. Đến với cuộc thi, các bạn yêu âm nhạc sẽ có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp. Và ai sẽ giành giải thưởng Nốt Xuân Vàng, Nốt Xuân Bạc, những giải thưởng cao quý và danh giá của chương trình với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng. Lịch casting vòng sơ tuyển sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2022 tại 274 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và 8:30 đến 18:00 mỗi ngày, mọi thông tin chi tiết cũng như lịch casting được đăng tải trên website giọnghatvang.vn và fanpage Giọng Hát Vàng của chương trình. Các bạn trẻ yêu âm nhạc có độ tuổi từ 16 đến 36 hãy mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Giọng Hát Vàng, một sân chơi chuyên nghiệp nơi chắp cánh cho những ước mơ.